Tình yêu có nhớ, có mong, có đợi chờ, nên mới có những phút giây đứng ngồi không yên. Và tình yêu có đẹp, có vui, có buồn, mới ngọt ngào thăng hoa trong từng cảm xúc. Và đó cũng là thông điệp tiếp theo mà Thái Thanh Phong muốn giới thiệu đến quý vị qua tác phẩm thứ hai của nhạc sĩ Nguyễn Phước Hùng, nhạc phẩm Tình Trong Cõi Tình. Và nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị qua giọng hát tuyệt vời của một nữ ca sĩ đa phong cách. Một giọng hát rất được nhiều người yêu mến thưa quý vị, không ồn ào, không sôi nổi, nhưng tiếng hát của chị đã ngự trị trong lòng những người yêu nhạc suốt biết bao nhiêu năm qua. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát tuyệt vời của nữ ca sĩ Phương Giao. Hãy subscribe.